top 5 laptop dành cho học sinh sinh viên mà giá chỉ dưới 10 triệu đồng thôi nhá. Mở đầu chính là laptop Acer Vivobook X150 4ZA NZ582W. Trong tầm giá dưới 10 triệu, một laptop này nhận được cực kỳ nhiều sự quan tâm. Chúng mình cùng điểm qua một chút về thông số của laptop này nhá. Chúng mình có một chiếc laptop 15,6 inch Full HD này, CPU Intel Core i3, RAM 8GB. Màn hình thì cực kỳ lớn này, RAM còn chống một khe có thể nâng cấp lên 16GB RAM, sẽ cực kỳ tiện lợi và phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên mang đi học và đi làm nhá. Thứ hai chính là laptop HP 14DQ5122TU, có màn hình 14 inch, 8GB RAM, ổ cứng 256GB, cho phép bạn thực hiện các tác vụ một cách mượt mà, trơn tru mà hiệu quả. Thiết kế màu bạc của nó thì khá là sang trọng và nó còn có tấm nền IPS hỗ trợ góc nhìn lên đến 178 độ. Với chiếc laptop này, giá hiện tại ở trên website của Hacom chỉ là hơn 9 triệu thôi thì nó sẽ cực kỳ xứng đáng cho các bạn học sinh sinh viên đấy. Tiếp theo chính là laptop Acer Aspire 3. Laptop sở hữu chip Intel Pentium có tốc độ xung nhịp cơ bản 1.10 MHz, đạt tối đa 3.1 MHz, tích hợp card đồ họa Intel UHD Graphics 605 với mức tiêu thụ điện năng thấp, mang lại hiệu năng đa nhiệm mượt mà, xử lý tốt các tác vụ hàng ngày cơ bản cho sinh viên. Máy sẽ đáp ứng tốt về các nhu cầu về Word này, Excel hoặc là PowerPoint hay là những cái nhu cầu của học sinh sinh viên. Và hiện tại giá trên website của Hacom cũng chỉ hơn 9 triệu đồng mà thôi và nó hoàn toàn có thể nâng cấp lên đến 8GB RAM nữa, nên anh em hoàn toàn có thể thoải mái dinh em nó về để phục vụ nhu cầu của mình nhá. Mà nhắc đến laptop cho sinh viên, làm sao bỏ qua nhà Dell được đúng không? Và trên tay mình đây đang là Dell Inspiron 3501, màn hình là màn hình 15,6 inch Full HD cảm ứng. Giá chỉ dưới 10 triệu mà lại được một chiếc màn hình cảm ứng, lại còn trang bị một loạt thông số ổn áp như thế này, các bạn học sinh sinh viên dinh về ngay rồi chứ còn gì. Last but not least, laptop Lenovo V14 Gen 4 giá chỉ 9.999.000 đồng trên website của Hacom. Chúng mình có thể mở được 180 độ này, giá rẻ mà hiệu năng cực khủng. Core i3, RAM 8GB, có thể nâng cấp lên 16GB RAM. Màn hình 14 inch, màu mình đang có ở đây là màu xám đậm nhá. Chiếc laptop này sẽ cực kỳ phù hợp cho anh em có thể nào mà mang đi làm việc nhóm này, học tập ở ngoài trời hay là quán cà phê thì sẽ đều vô cùng tiện lợi luôn. Và đây là top 5 laptop dành cho học sinh sinh viên và đối với mình là nó cực kỳ đáng sở hữu. Còn các bạn thì sao? Nếu các bạn cần các sản phẩm này thì hãy liên hệ với Hacom ngay nhé. Còn bây giờ thì bye bye!